Việt Nam muốn đổi vận hậu thời Bắc phải trình từ VFF. VFF chắc chắn phải khác, cũng như cần thận trọng hơn trong tiến trình tìm kiếm thuyền trưởng cho tuyển Việt Nam sau sai lầm với trường hợp ông Chausseur. 1. Kết thúc triều đại thành công mang tên huấn luyện viên Park Hang-seo cùng lúc đại hội VFF khóa 9. Nhiệm kỳ 2022-2026 bầu ra chủ tịch mới là ông Trần Quốc Tuấn. Nên không ngạc nhiên khi bóng đá Việt Nam buộc đặt ra mục tiêu cao hơn so với trước đó. Gần 5 năm dưới thời của chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam được coi ổn định về mọi mặt. Trong đó có thành tích với việc lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2 nằm ở nhóm đầu khu vực. Có thành tích ổn định, sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng, cùng lúc World Cup nâng số đội tham dự. Nên việc VFF đặt mục tiêu tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh cũng là điều rất bình thường. Và đương nhiên, người kế nhiệm cho ông Park bắt buộc phải ở một đẳng cấp khác, nên việc chọn huấn luyện viên Chausseur cũng chẳng sai. 2. Trước khi ông Chausseur thất bại và rời tuyển Việt Nam với phía sau là hàng loạt chỉ trích, thực tế người hâm mộ cũng kỳ vọng chiến lược gia này có thể giúp bóng đá nước nhà bay cao như từng làm với Nhật Bản. Nhưng chỉ sau vài tháng nắm quyền, huấn luyện viên Chausseur cho thấy không phù hợp với bóng đá Việt Nam và ngược lại. Có nghĩa, chiến lược gia người Pháp muốn thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi đến nhân sự một cách nhanh chóng dựa trên những học trò cũ mà ông Chausseur từng công tác. Trong khi chúng ta hoang mang giữa thành tích hiện tại hay chọn đích đến ở thì tương lai là tấm vé của cấp chẳng hạn. Và khi lệch sóng hay nói như trên là không phù hợp dẫn tới việc ông Chausseur đối mặt với áp lực lớn từ phía người hâm mộ, giới chuyên môn để rồi sai lầm và nhận về kết quả thảm bại cũng như mất ghế như đã thấy. 3. Đặt mục tiêu tham dự World Cup là chính xác, nhưng VFF lại chọn sai thời điểm, cũng như ít nhiều vội vàng khi trong việc đánh giá năng lực thực tế của bóng đá Việt Nam. Thành tích mà bóng đá nước nhà có được dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đúng rằng tự hào với nhiều cột mốc lịch sử, nhưng nền móng từ V-League với cơ sở vật chất, sự chuyên nghiệp cho tới cả ổn định của các câu lạc bộ là chưa vững để mơ về World Cup. Vậy nên, vào lúc này VFF cần đánh giá chính xác nhất những gì đang có và chọn huấn luyện viên mới phù hợp hơn thay vì danh tiếng cho tuyển Việt Nam. Cùng lúc lên lại kế hoạch giành vé dự World Cup một cách bài bản, khoa học kèm theo sự đầu tư dài hơi, có căn cơ hơn. Và với người hâm mộ, trách móc hoặc chỉ trích lúc này cũng không còn cần thiết vì chuyện đã rồi. Điều quan trọng lúc này vẫn phải ủng hộ một cách thực tế nhất, như tới sân theo dõi V-League cũng là một cách đồng hành cho giấc mơ World Cup mà VFF tuyển Việt Nam phù hợp với huấn luyện viên gốc Á. Đội tuyển Việt Nam còn rất ít cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, sau khi để thua hai trận trước tuyển Indonesia hồi tháng 3 năm 2024. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang lên danh sách ứng viên thay thế huấn luyện viên trưởng Philippe Chausseur. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, cho biết VFF sẽ trao đổi với các ứng viên và đánh giá trình độ năng lực, tính cách của từng người. Họ cần đáp ứng chuyên môn tốt, hiểu được văn hóa bóng đá Việt Nam, tìm ra lối chơi phù hợp. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương cho rằng, muốn ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia thì ít nhất ứng viên cần am hiểu nền bóng đá quốc gia đó. Ngoài ra, việc tìm hiểu văn hóa ở nơi làm việc cũng là cách giúp huấn luyện viên tiếp cận cầu thủ, đánh giá đúng năng lực cũng như hiểu tính cách của từng người để có phương án quản lý tốt đội bóng. Huấn luyện viên Chausseur rất giỏi nhưng lại không phù hợp với văn hóa Việt Nam, và đó là bài học mà những nhà làm bóng đá Việt Nam cần rút kinh nghiệm. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cần có khả năng ứng biến trước, trong và sau trận đấu. Huấn luyện viên tuyển quốc gia phải có bản lĩnh, biết thích nghi, tiếp thu ý kiến và điều chỉnh linh hoạt. Một huấn luyện viên cá tính, cứng nhắc và máy móc sẽ rất khó tạo thiện cảm với cầu thủ cũng như người hâm mộ. Cầu thủ có thể tôn trọng quyết định của huấn luyện viên và tuân thủ đấu pháp chiến thuật khi thi đấu, song chưa chắc nhiệt huyết hay tạo đột biến. Nếu bị ức chế, huấn luyện viên Đoàn Minh Sương nhấn mạnh. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng cần nắm rõ hiện trạng thực tế bóng đá Việt Nam để cùng VFF vạch ra con đường phát triển hiệu quả. Người kế nhiệm ông Chausseur cần hiểu văn hóa bóng đá Việt Nam, tìm ra lối chơi phù hợp với năng lực cầu thủ, trọng dụng những gương mặt tốt nhất, phải vạch ra kế hoạch chi tiết để phát triển bóng đá Việt Nam, hướng mục tiêu vừa tầm với năng lực, trình độ cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam cũng lưu ý, ngoài năng lực chuyên môn thì huấn luyện viên tuyển Việt Nam cần biết cách cư xử khéo léo, có phương pháp quản trị tập thể, thúc đẩy cầu thủ phù hợp với văn hóa Việt Nam, tránh gây ra bất hòa. Nhiều ứng viên nổi tiếng, nhiều chuyên gia khẳng định bóng đá Việt Nam phù hợp với những huấn luyện viên có nguồn gốc châu Á, hiểu rõ bản tính, phẩm chất thi đấu của cầu thủ, tương tự như ông Park Hang-seo hay Kia Tisak. Sau khi VFF chia tay ông Chausseur, nhiều chiến lược gia có tiếng ở châu Á thể hiện sự thích thú trong cương vị làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Nhiều thông tin thể hiện hai huấn luyện viên nổi tiếng người Hàn Quốc là Kim Sang-sik và Kim Jong-un đã nộp đơn ứng cử vị trí mà ông Chausseur để lại. Kim Sang-sik sinh năm 1976, là cựu tuyển thủ Hàn Quốc, chơi đa năng ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Vì vậy, khi chuyển sang nghiệp huấn luyện viên, ông Kim xây dựng lối chơi chú trọng sự an toàn, có thiên hướng lấy phòng ngự làm gốc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng dẫn dắt câu lạc bộ Yeonbuk Hyundai Motor đăng quang K-League 1, giải vô địch quốc gia Hàn Quốc năm 2021 và Cúp FA.
Hàn Quốc năm 2022. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Jong-un sinh năm 1970 là cựu trợ lý U20 Hàn Quốc và từng dẫn dắt câu lạc bộ Ulsan Hyundai Incheon United. Năm 2020, ông Kim Jong-un góp công lớn giúp Ulsan Hyundai vô địch AFC Champions League. Năm 2021, ông dẫn dắt Lyon City Sailors vô địch Singapore với thành tích rất ấn tượng. Thời còn thi đấu, ông Kim Jong-un chơi ở vị trí tiền đạo, ghi hơn 140 bàn thắng sau 324 trận đấu, trong đó có 30 bàn thắng cho đội tuyển Hàn Quốc. Chuyển sang công tác huấn luyện viên Kim Jong-un yêu thích xây dựng lối chơi tấn công đa dạng và hiện đại, chú trọng tuyển chọn những chân sút có thể hình lý tưởng và khả năng dứt điểm hiệu quả. Việc hai huấn luyện viên Hàn Quốc nộp đơn ứng cử vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá, với hy vọng có thể tạo ra cuộc cạnh tranh trong quá trình tìm kiếm người đứng đầu đội tuyển. Bài học từ quyết định chọn huấn luyện viên Park Hang-seo của Bầu Đức. Tháng 9 năm 2017 là một mốc gắn liền với những câu chuyện xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, gồm có những cuộc tranh cãi liên quan đến Bầu Đức và quyết định chọn huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau trận U22 Việt Nam thua Thái Lan và tan vỡ giấc mơ vô địch SEA Games, Bầu Đức và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trở thành hai nhân vật hứng chịu cơn sóng dữ. Bầu Đức công khai sẽ nghỉ làm phó chủ tịch VFF. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Một cuộc mổ xẻ diễn ra với việc huấn luyện viên Hữu Thắng và hội đồng huấn luyện viên quốc gia chỉ trích qua lại, trong khi Bầu Đức nói phải đội mũ cối vì dư luận. Tháng 9 năm 2017, rõ ràng đầy sóng gió với bóng đá Việt Nam, nhất là Bầu Đức và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng Bầu Đức không dừng lại mà tiếp tục hành trình giang dở với việc 3 lần sang Hàn Quốc mời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bầu Đức và lãnh đạo VFF gặp huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hàn Quốc, bàn hợp đồng trong nhiều giờ và chốt luôn các điều khoản. Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai còn bỏ tiền túi trả 2 năm tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Có nhiều vấn đề để thấy chuyện Bầu Đức ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo là một bài học quan trọng trong việc tuyển chọn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Tôi đã nghiên cứu rồi mới đi sâu vào tìm hiểu. Tôi không coi trọng bằng cấp trên giấy tờ hay danh tiếng mà phải tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin sâu cũng như các mối quan hệ với Hàn Quốc sẵn có, Bầu Đức từng nói về quyết định chọn huấn luyện viên Park Hang-seo. Hơn hết, Bầu Đức tìm hiểu xong thì sang Hàn Quốc mời huấn luyện viên Park Hang-seo và chốt hợp đồng. Vấn đề này cho thấy Bầu Đức quyết đoán trong việc chọn huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Trong lúc hứng sóng dữ vì huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, Bầu Đức vẫn dũng cảm với ông Park, dám quyết định nhanh chóng theo kiểu đương đầu với thử thách vì bóng đá Việt Nam. Song phẳng, không có Bầu Đức thì bóng đá Việt Nam không có huấn luyện viên Park Hang-seo. Không có nhà cầm quân người Hàn Quốc thì không có những thành tích liên tiếp trong 5 năm 2017 đến 2022, gồm vô địch AFF Cup 2018, hai huy chương vàng SEA Games, hạng tư ASEAN 18, Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau 7 năm, tuyển Việt Nam có lần thứ 2 rơi vào cảnh đứt gánh giữa đường với huấn luyện viên trưởng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Châu Siêu đã chia tay sau một năm gắn bó dù ký hợp đồng dài 3,5 năm. Nhiều vấn đề cần giải đáp sau cuộc chia tay được đánh giá xoa dịu cơn giận của người hâm mộ nhưng để lại hậu quả rất lớn. Ai sẽ tìm huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam và trách nhiệm là gì? Ai mổ xẻ các nguyên nhân khiến huấn luyện viên Châu Siêu và đội tuyển Việt Nam chia tay? Chuyển chọn huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam liệu có cần nhìn vào danh tiếng quá khứ hay ưu tiên yếu tố phù hợp? Đó là những câu hỏi quan trọng sau khi huấn luyện viên Châu Siêu rời đi với tỷ lệ thua cao nhất trong các đời huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói về việc dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hải Phòng chia sẻ về tin đồn sắp tiếp quản tuyển Việt Nam thay ông Châu Siêu. Sau thất bại thứ hai liên tiếp của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên Châu Siêu đã chính thức dừng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đối với vị trí huấn luyện viên tuyển Việt Nam, VFF ưu tiên lựa chọn các ứng viên tới từ châu Á có chiến thuật phù hợp với bóng đá Việt Nam trong khi người hâm mộ tiến cử một loạt các cái tên như Chu Đình Nghiêm, Kia Tisak, Bồ Quốc. Mới đây, khi được hỏi về việc được tiến cử dẫn dắt tuyển Việt Nam tại cuộc họp báo sau trận Hải Phòng FC Hòa 0-0 Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho hay: "Thực sự thì có tên trong danh sách đó là điều rất vinh dự với tôi. Tuy nhiên, với tuyển Việt Nam thì tôi không muốn chia sẻ vì lúc nào sự việc đó đến hay hay." Thực tế, việc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được gợi ý cho vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam là điều không quá bất ngờ. Huấn luyện viên người Thanh Hóa hữu kinh nghiệm dày dặn với loạt thành tích ấn tượng như bài chức vô địch V-League 2016, 2018, 2019, hai cúp quốc gia 2019, 2020 cùng ba siêu cúp quốc gia 2018. 2019, 2020 khi còn dẫn dắt Hà Nội FC. Theo lịch thi đấu, tại vòng 15 V-League diễn ra vào giữa tuần sau, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trở về sân nhà Lạch Tray để tiếp đón Thanh Hóa FC, trong khi Sông Lam Nghệ An tới làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội.
huấn luyện viên Tây Ban Nha muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha Luisma Hernandez nộp hồ sơ ứng tuyển dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Luisma Hernandez, người Tây Ban Nha đã gửi hồ sơ cá nhân đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Luisma Hernandez, sinh năm 1972, từng dẫn dắt một số đội bóng nhỏ Tây Ban Nha và nhiều năm làm việc ở châu Á. Ở một số câu lạc bộ tầm trung tại Hàn Quốc, Daegu Reserves, Kuwait, Anzamuk sơ cấp và Uzbekistan, Metalist BK. Bên cạnh huấn luyện viên Luisma, một số vị khác cũng bày tỏ sự quan tâm tới vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Đó là huấn luyện viên Mano Polking, cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan, hai huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Jo-hun và Kim Sang-sik. VFF cùng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng đã có những trao đổi sơ bộ về tiêu chí tuyển chọn tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Theo kết quả thăm dò, khoảng 60% thành viên ban chấp hành muốn chọn các huấn luyện viên người Nhật Bản, 40% còn lại muốn huấn luyện viên Hàn Quốc. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là thảo luận sơ bộ, chứ hoàn toàn chưa phải quyết định cuối cùng cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, vị trí giám đốc kỹ thuật của VFF đang được một huấn luyện viên Nhật Bản đảm nhiệm, đó là ông Koshida Takeshi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có một nhà tài trợ lớn là thương hiệu đến từ Nhật Bản. Trước đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh việc lựa chọn tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam sẽ được xem xét và đánh giá dựa trên tiêu chí về uy tín, về trình độ chuyên môn đặc biệt là phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. VFF chi số tiền lớn chưa từng có mời huấn luyện viên đẳng cấp bậc nhất châu Á. Nếu mời huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt tuyển Việt Nam, VFF có thể sẽ phải chi mức lương lên đến 1 triệu USD mỗi năm. Trong những ngày qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thay ông Chausseur. Mới nhất, ông Akira Nishino đã tham gia vào cuộc đua giành ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Về chuyên môn, nhà cầm quân người Nhật Bản được xem là huấn luyện viên hàng đầu châu Á thời điểm hiện tại. Ông từng giúp câu lạc bộ Gamba Osaka vô địch J-League 2005 và AFC Champions League 2008. Về chiến lược gia 68 tuổi, có hai lần được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất J-League và trở thành huấn luyện viên hay nhất châu Á năm 2008. Năm 2018, huấn luyện viên Akira Nishino đã đưa tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup. Cạnh đó, ông cũng từng làm việc với bóng đá Thái Lan trong giai đoạn 2019-2021. Chỉ cần một vài thống kê nổi bật đó cũng đủ để thấy đẳng cấp của vị chiến lược sinh năm 1955. Nhưng theo tìm hiểu, trong thời gian làm việc với Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản đã được hưởng mức lương lên tới 1 triệu USD mỗi năm, hơn 24 tỷ đồng. Điều này cũng có nghĩa, để mời được huấn luyện viên Nishino, VFF sẽ phải chi khoản tiền không thấp hơn con số nói trên. Trước đây, VFF từng bỏ ra khoảng 60.000 đô mỗi tháng, hơn 1,4 tỷ đồng, tức hơn 700.000 USD mỗi năm, hơn 17 tỷ đồng để trả lương cho huấn luyện viên Chausseur. Tính đến thời điểm này, Phù Thủy Trắng cũng là huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam được nhận lương cao nhất lịch sử. Bên cạnh huấn luyện viên Nishino, VFF lúc này cũng nhận được khá nhiều hồ sơ từ các ứng viên khác như Roberto Donadoni, Kim Sang-sik, Kim Jo-hun hay Luisma Hernandez.